Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kế toán Việt Hưng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách khai định mức giá thành thành phẩm trên phần mềm Amex. Đây, cái bảng tính định mức sản xuất này là dành cho cái sản xuất sản phẩm em nhé. Cái công ty này là công ty may mặc, cho nên là đây, mã thành phẩm là các cái sản phẩm may mặc của mình đây, đúng không? Áo rồi quần vân vân nhá. Còn cái bên cột này là cột mã nguyên vật liệu. Thế thì định mức nghĩa là để sản xuất được một cái hoặc một chiếc hoặc một cái đơn vị thành phẩm nhé, tùy theo cái đơn vị thành phẩm của mình thì cần bao nhiêu nguyên vật liệu và khối lượng của nguyên vật liệu tính trên một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu. Nhớ là tính trên một đơn vị sản phẩm. Đấy nhá. Em hiểu nhá? Ví dụ như tính trên một cái quần, một cái áo chẳng hạn. Đấy, hoặc là ví dụ như sản xuất cho một hộp sản phẩm gì đấy, hãy tính bằng cái một đơn vị sản phẩm, tức là bình thường em bán ra như thế nào á. Tính thường thường ấy, định mức này sẽ tính trên cái đơn vị đó là đơn vị nhỏ nhất của cái sản phẩm đấy. Ví dụ có chiếc, có cái, có hộp, ví dụ như một hộp có 10 cái chẳng hạn thì mình thường mình tính định mức chỉ tính trên một cái hoặc một chiếc đấy thôi nhá. Em hiểu chị không? Đấy, ví dụ như là để sản xuất được một chiếc áo Đờ Mi Nam loại 1 nhá thì mình cần này 900 mét chỉ này, rồi 14 cái cúc này. Đấy, hai cái đệm vải vân vân vân, đúng không? Đấy, có, nói chung là có 8 mã, 8 9 mã nguyên vật liệu để cấu thành trên một sản phẩm ở đây. Đó, thì mình sẽ khai nó lên phần mềm Amit đi, Misa Online đây. Đó. Thì để khai được kia thì em sẽ vào danh mục, đúng rồi, mở đến đúng cái thành phẩm đấy ra. Vào danh mục chọn mở vật tư hàng hóa để mở cái đúng cái thành phẩm sản phẩm sản xuất. Nếu mà mình có thể lọc, em có thể lọc cái sản phẩm. Đúng rồi, hoặc mở có cái thể thành phẩm. Đúng rồi. Có thể ấy, có thể lọc hoặc là có thể em nhìn luôn ở đây cho nó đỡ sót được. Đấy, thì em sẽ kéo xuống dưới định mức nguyên vật liệu ở đây. Đó, em kéo xuống một tí. Bắt đầu mình khai thêm dòng. Ví dụ chỉ chẳng hạn thì em đánh chỉ hoặc là để lọc ra. Và để cho chắc chắn thì mình có thể chọn lọc, em có thể đánh chữ chỉ vào, nhìn kỹ vào nhá, tại vì thật nhìn nhìn thật kỹ cho chị nhá. Tại vì sao nhỉ? Một mã mà được là tạo ra hai lần á, hai ba lần chẳng hạn bị trùng nhau sau này số liệu sẽ bị sai. Cho nên mình nhìn thật kỹ và lọc thật kỹ cho chị nhá. Rồi 900 mét thì chẳng hạn. Được chưa? Rồi thêm dòng, thêm dòng nguyên vật liệu thứ hai, cúc chẳng hạn. Cúc chưa có. Em đánh chữ cúc xem. Rồi chưa có chưa thì có. Em sẽ tích vào dấu cộng để thêm nhanh. Đâu có đâu chị. Có dấu cộng không? Xem nào, xem. Amit này nó không có chức năng dấu cộng nhá. Thì em sẽ cất đi. Nhấn cất tạm ở đây, cất tạm cái cửa sổ này là mới khai được cái mã chỉ đúng không? Đó, rồi ra ngoài em lại nhấn thêm với chị cái cúc, rồi lại thêm mới ở bên trong. Tức là mình thoát ra ở bên ngoài thêm cái mã nguyên vật liệu cần thêm ở cái phần danh mục vật tư hàng hóa. Giờ danh sách hàng hóa dịch vụ à. Sau đó mình vào bên trong để mình khai khai định mức nguyên vật liệu cho nó đủ 8 hay 9 mã nguyên vật liệu đấy cho mỗi thành phẩm. Tí nữa về em làm hết cho chị một loạt nguyên vật liệu trước đi. Rồi thì khai định mức thành phẩm cho nó đỡ phải thoát ra thoát vào nhá. Dạ. Em hiểu bản chất chưa? Rồi chị. Ok.